Thưa quý vị, tối 27 tháng 7 năm 2024, phái đoàn đại diện Tổng thống Mỹ Joe Biden sang Việt Nam viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng do Ngoại trưởng Antony Blinken dẫn đầu. Phái đoàn đã đến thắp hương, chia buồn với gia đình Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà công vụ số 5 phố Thiền Quang, thành phố Hà Nội. Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là hình mẫu trong việc hàn gắn giữa hai nước, cũng như là góp phần xây dựng cầu nối giữa nhân dân hai nước. Tổng thống Biden, chính phủ và nhân dân Mỹ sẽ luôn ghi nhớ và tôn vinh di sản của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với những tình cảm và kỷ niệm về một người đã tạo nên những dấu ấn lịch sử cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Thay mặt gia quyến, phu nhân Ngô Thị Mận bày tỏ xúc động trước những tình cảm tốt đẹp của phía Mỹ, cá nhân Tổng thống Joe Biden và Ngoại trưởng Blinken đã dành cho Tổng bí thư. Cùng ngày, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sang Việt Nam chia buồn và viếng cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngoại trưởng Blinken đã chuyển thư chia buồn của Tổng thống Joe Biden. Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời cảm ơn chân thành tới Tổng thống Biden vì những tình cảm tốt đẹp và thông điệp chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng như cảm ơn Ngoại trưởng Blinken đã sang Việt Nam chia buồn cùng gia quyến Tổng bí thư trong thời khắc đau thương này. Chủ tịch nước chia sẻ, lúc sinh thời, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng rất coi trọng việc phát triển quan hệ với Mỹ và thường nhắc đến Tổng thống Biden với nhiều tình cảm tốt đẹp. Chuyến thăm lịch sử tới Mỹ năm 2015 của Tổng bí thư đã tạo động lực mạnh mẽ giúp hai nước phát triển mạnh mẽ và trở thành đối tác chiến lược toàn diện như hiện nay. Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu của Việt Nam và hoan nghênh Mỹ tiếp tục cam kết ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng. Mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ thực hiện cam kết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Biden nhằm đưa khuôn khổ quan hệ mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và ổn định. Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đi đầu trong việc vun đắp quan hệ hai nước, đưa quan hệ Việt Nam-Mỹ lên đối tác chiến lược toàn diện. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự chia buồn từ Mỹ, đồng thời khẳng định tầm nhìn chiến lược của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Biden đã đưa quan hệ hai nước sang giai đoạn mới. Thủ tướng đề nghị Mỹ đẩy nhanh hơn nữa tiến độ rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại, tẩy độc dioxin tại các điểm nóng, hỗ trợ người khuyết tật bị ảnh hưởng bởi hậu quả của chiến tranh. Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác đầy đủ và hiệu quả trong vấn đề tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh. Những thông tin liên quan sẽ tiếp tục được cập nhật tại địa chỉ thanhniên.vn và trên kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đăng ký kênh, bật nút chuông và đón theo dõi.